Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của gia đình Cam. Hôm nay thì mình sẽ cho mọi người xem qua một cái góc làm việc nho nhỏ của mình nhá. Bây giờ đang là dịch bệnh cho nên những cái đồ mình đặt thì nó vẫn chưa về được. Đây chính là cái góc làm việc nhỏ nhỏ của mình này. Có một cái máy tính này, có một cái máy tính, cái iMac này là cái mà mình hay dùng để mình dựng video này. Có một vài những cái món đồ mình yêu thích, có cái nút bạc đó. Đây là một vài những cái này là mấy cái đồ mà mình vừa mới order được, tí mình sẽ khui ra cho mọi người xem. View của phòng làm việc của mình thì sẽ nhìn ra ngoài cái view như thế này, mọi người nhìn có đã không, trời xanh mây trắng bao la, đằng xa xa kia thì là sông Sài Gòn nữa, nhìn rất là đã luôn. Nếu mà nói về cái đồ công nghệ và nói về những cái đồ để mà mình đầu tư cho cái công việc của mình ấy, thì mình không bao giờ là mình tiếc tiền cả. Đây là cái chân cũ của mình, còn đây là cái chân mới. Mọi người nhìn thấy không? Cái chân này nhá, nó có rất là nhiều hãng, nhưng mà cái loại này là mình mua chính hãng ấy, và mình nhớ là nó giá là 2 triệu mấy, 1 triệu mấy, 2 triệu mấy gì đấy, mình không nhớ lắm. Bởi vì cái chân này của mình bây giờ dùng lâu và nó bị mềm hoặc nó yếu rồi ấy. Có một cái đen nữa là cái máy ảnh này của mình, với chẳng may ấy, mình làm rơi nó một cái, và rơi rất là nhẹ thôi, rơi lên thảm thôi mà không hiểu sao nó tịt luôn. Và cái máy này thì mình lại hay dùng để mình quay daily vlog hàng ngày, mà tại vì nó chống rung với cả góc nó rất là rộng ấy, nên là mình phải chờ dịch xong thì mình mang đi sửa được. Đây là cái máy mà mình dùng mấy năm nay, 3-4 năm nay rồi. Cục này thì rất là nặng, rất là to, cục này thì quá là chuyên rồi. Đấy, mình đang phải dùng cái cục này tạm thời để mà quay hai máy. Không hiểu tại sao đợt này đồ đạc của mình nó biểu tình hay sao ấy, cái micro của mình mọi khi mà mình hay sử dụng ấy nó cũng bị hỏng pin luôn. Đấy, mà mình lại có một cái mic khác gọi là cái mic wireless mà hay gắn vào cổ áo như thế này này, nhưng mà cái đó thì nó lại không phù hợp để cho mình quay daily vlog hàng ngày, vì là cả gia đình mình này có Cam này, có mẹ Cam của mình ấy, nếu mà chỉ quay nếu mà chỉ gắn cái mic đấy cho một mình thôi thì cái tiếng mà thu từ phía mẹ heo hay là phía Cam ấy rất là kém. Các bạn góp ý mình cũng rất là nhiều, đấy là khi mà mình quay vlog ở ngoài hành lang ấy, cái tạp âm nó bị nhiều quá, nó bị ồn quá, cho nên là mình mới order nhận được cái mic này. Cái mic này là của Sennheiser MKE400 Mobile Kit đó. Cái này có rất là nhiều những cái hay nhá, và nếu mà bạn nào mà kiểu hay dùng điện thoại để mà muốn quay ASMR hay là quay TikTok ấy thì nó rất là hay luôn. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem ở bên trong cái này có gì. Xinh chưa? Đây là cái dạng mic shotgun ấy mọi người, trông nó giống như cái súng ấy, bằng bằng đấy. Cái này thì nó có một cái hay là trông nó rất là nhỏ gọn đúng không, nó nhỏ phết đấy. Đơn điều mình thử so lên với cả cái máy ảnh mà mình hay dùng đấy. Đó, lắp vào này mọi người sẽ thấy đây, nó tầm như này, nhỏ gọn hợp lý phết được. Mà cái này nhá thì nó có một cái hay là nó kết hợp luôn, nó được thiết kế với cả cái bộ lọc gió luôn ấy. Đây mọi người nhìn thấy không, cái bộ lọc gió, những cái lỗ này này, nó là cái bộ lọc gió với cả hàm chống rung, chúng ta tránh được những cái âm thanh noise do rung động, hoặc là ví dụ khi mà các bạn di chuyển ấy, nó không bị đập cái mic này đó, nó không bị đập vào cái mic này, nó sẽ tạo ra những cái âm thanh khác nữa. Nó có cả một cái bộ lọc gọi là bộ lọc no cut filter, sẽ giảm được những cái noise của những âm thanh trầm này. Ngoài ra thì có một cái nấc ở đây, mọi người nhìn thấy không, đây này, cộng trừ đây này, thì nó sẽ tăng hoặc là giảm hoặc là chỉnh được cái độ nhạy của cái âm thanh ấy, sẽ giúp cho tùy những cái môi trường. Ví dụ như khi mà bạn ở xa này, bạn để máy ở xa thì bạn có thể tăng cái độ nhạy này lên để cho nó có thể thu được rõ được cái âm thanh hơn. Cái mic này thì nó sẽ chạy bằng pin, đây nó sẽ chạy bằng pin, nó sẽ dùng cái pin tiểu nhỏ này, đây pin tiểu nhỏ này. Bạn nhìn thấy cái jack 3.5 ở đây không? Đấy, bên này là một cái nút để tăng giảm âm lượng. Thì khi mà các bạn quay ấy, là các bạn có đồng thể đồng thời là các bạn cắm cái tai nghe vào đây, tăng giảm âm lượng này, các bạn có thể check luôn cái file âm thanh của mình này. Cái mic này thì nó là sử dụng jack 3.5 với hai định dạng là TRS và TRRS đó, sẽ có thể phù hợp với tất cả những cái loại máy ảnh này, xong rồi máy ảnh microless này, rồi điện thoại nữa. Đây bây giờ mình sẽ cắm nhá, cái đầu mà nó có một cái xoắn đây này. Bạn cắm vào trong đằng trước của cái mic như thế này, mà đằng trước của mic xong rồi sẽ xoắn cái bit này lại. Đây, đó. Thì khi mà các bạn setup sẽ setup kiểu như này, một cái đầu của cái jack 3.5 này thì các bạn sẽ cắm vào máy ảnh, còn một cái đầu jack mà có cái bit xoáy thì các bạn sẽ cắm vào cái đầu mic như thế này. Đấy, như vậy là chúng ta rất là nhỏ gọn rồi. Khi mà các bạn bật cái máy ảnh lên, đó, các bạn bật cái máy ảnh lên như thế này, thì đồng thời cái mic của các bạn nó cũng sẽ bật luôn. Nó sẽ tránh được cho chúng ta trong cái trường hợp mà có rất là nhiều lần mình đi quay ấy, những cái mic mà nó không tích hợp như thế này này, là khi mà chúng ta đã mở máy lên rồi, chúng ta quay rồi, nhưng mà mic thì chúng ta lại chưa mở, suy ra là file cuối cùng về chúng ta lại không có tiếng luôn. Cho nên là mình thấy cái tính năng tích hợp này nó cũng rất là hay, nó vừa tiết kiệm pin luôn, mà nó sẽ tránh được cái việc là chúng ta sẽ phải vừa mở máy ảnh vừa mở mic luôn ấy. Và thêm một cái lý do nữa để mình mua cái mic, thiết bị mic này là đây, các bạn có một cái bộ lông
lông như thế này để mà chúng ta gắn vào cái mic để mà lọc được cái tiếng gió nhá. Đó, rồi ngoài ra thì nó có một cái hay nữa là nó sẽ bao gồm luôn cả tripod với cả cái clamp. Là tripod đây thì các bạn có thể dùng, các bạn gắn riêng một cái mic thôi, thì các bạn thu ở những khoảng cách gần, ví dụ như là các bạn cần thu ASMR hay là cần thu gần đồ ăn ấy, thì nó có luôn cả cái tripod này. Cái thứ hai ấy, đấy là bây giờ nó có tích hợp thêm cả cái này nữa, đấy là cái clamp này. Cái clamp này thì tại vì là chúng ta bây giờ sử dụng cả điện thoại, cái này sử dụng được, cái mic này sử dụng được luôn cho cả điện thoại, cho nên nó sẽ có một cái clamp này để này, co ra để chúng ta có thể kẹp điện thoại, chúng ta dùng luôn cho cái điện thoại đấy. Cho nên mình thấy rằng cái bộ kit này rất là tiện luôn nhá. Và đôi khi cái tripod này chúng ta có thể sử dụng luôn cho cả cái máy ảnh cầm tay của chúng ta đi quay vlog nữa, thử nó như thế này. Bộ kit này thì mình thấy giá cả nó khá là hợp lý, thì nếu mà bạn nào mà làm vlog, làm về video, làm về TikTok hay là quay những cái video ASMR thì có thể tham khảo cái dòng mic này xem sao nhá. Bây giờ mình sẽ để máy ở đây để thu một vài đoạn video có mic và không có mic để test cái tiếng này luôn nhá. Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Gia Đình Cam. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì các bạn hãy ấn vào nút đăng ký để có thể xem được thêm nhiều video khác hay hơn nữa của Gia Đình Cam nhá. Đây là phòng mic nhá, mình thử không mic xem như nào nhá. Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Gia Đình Cam. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của Gia Đình Cam thì các bạn hãy ấn vào nút đăng ký để có thể theo dõi và xem được nhiều video hay ho hơn nữa của Gia Đình Cam nhá. Các bạn thấy tiếng nó khác không? Nếu mà có khác thì các bạn hãy comment ở bên dưới để cho mình biết cái sự khác biệt nhá. Trời, hôm nay thì rất là trong xanh, rất là đẹp luôn. Bây giờ thì cả nhà mình sẽ trồng hành lá, tại vì là này, cho mọi người xem quang cảnh dưới đường không có một ai luôn, rất là vắng. Bây giờ thì cả gia đình mình sẽ cùng nhau trồng hành lá, tại vì là các bạn biết đấy, thời gian này thì đang giãn cách xã hội đúng không? Chúng ta ở nhà và không có đi ra ngoài nhiều, chính vì vậy mà bọn mình sẽ quyết định trồng hành và lên rất là dễ thôi, lên rất là nhanh. Thì thỉnh thoảng là khi nào mà cần hành ăn thì chúng ta ra ngoài này chúng ta cắt một cái là xong. Bây giờ thì chuẩn bị đồ để đi trồng nhá. Cả hai túi luôn. Hai túi luôn, cùng một lúc hả? Hả? Con được ngửi thế mà. Không. Sao? Không. Đây là những cái đồ mà chúng ta cần thiết để trồng hành này. Tất nhiên là không có con chun ở đây. Sẽ có giấy ăn này. Các bạn bắt buộc phải có hành lá này. Một vài những cái cốc thủy tinh để các bạn có thể nhìn thấy được này. Và đó, thế thôi. Điền nước thì bọn mình sẽ bơm đầy cái chậu này để mà rửa trước những cái hành này nhá. Đây mọi người này. Mọi người khi mà mua về cái hành này nó sẽ thường nó sẽ có rất là nhiều những cái đất. Đấy, mọi người bây giờ phải rửa sạch cái gốc này đi nhá. Rửa nhẹ nhàng thôi mọi người ạ. Khi mà rửa ấy thì bây giờ mọi người sẽ làm một cái thao tác, đấy là mọi người cắt. Đây mẹ dùng thân. Con cắt luôn đi. Đây mẹ cầm ra. Mọi người cắt những cái rễ dài ở dưới này để nó chỉ còn ngắn một mẩu như này thôi. Lý do cắt như này để cho cái rễ này khi mà ngâm về sau chúng ta trồng ấy thì nó sẽ ra rễ mới, nó sẽ sạch hơn. Chứ còn mọi người để cái rễ cũ thì nó sẽ hay bị úng và nó sẽ nhanh bị chết cái cây hành hơn ấy. Nó sẽ còn lại một mẩu ngắn như thế này thôi. Đó, thì trước tiệu chúng ta trồng. Ngồi đây này, liếm láp từ nãy cứ thế gặm này. Ơ kìa. Chú này. Úi giời. Xong rồi. Đáo, gì cái thủy tinh. Này, ơi, con này đã không ơi. Giúp được, đã không giúp được việc gì rồi, đi qua còn chạm vào cái cốc này nữa. Đây. Đấy nha, bây giờ Cam lấy một tờ giấy này này. Đây, Cam lấy một tờ giấy này. Lấy một tờ giấy, rồi. Gập vào làm 4. Đây, gập như thế này. Đây, gập vào làm 4 như thế này. Con cho em tờ, ném em đi luôn à. Gập vào làm 4. Ok. Sau đó thì bây giờ Cam nhúng vào nước này. Cam nhúng vào nước này như bố này. Đó, nhúng tờ giấy vào nước. Để cho tờ giấy nó ướt đi. Nhúng rồi. Đúng rồi. Xong rồi Cam cho tờ giấy vào trong cốc như thế này. Đó, ok. Cầm nhá. Ok. Đó, rồi. Xong rồi bây giờ việc tiếp theo rất đơn giản nhá. Cầm cầm những cái cây hành này này. Cầm cắm các bạn đi xuống như thế này. Đó, cầm cắm đi. Hey, cắm đi này. Hey. Đúng rồi, cầm cắm các bạn đi. Cầm cắm các bạn đi càng nhiều càng tốt. Cắm cái phần rễ xuống để mình trồng cây. Đây. Này, bố ăn hết rồi con rồi. Sorry.
tiếp này. Rớt hết rồi. Đấy, bây giờ mình trồng cái này xong rồi là bao giờ bạn ấy mọc lá lên mình thu hoạch mình lại cho vào món ăn tiếp nhá. Sau khi bọn mình cắm xong thì bọn mình được ba cái cốc đầy như này. Thì bây giờ bọn mình sẽ cắt cái phần trên này để thu hoạch trước nhá. Thu hoạch từ ngoài chợ mua về. Thực ra bình thường khi mà mọi người mua hành ở trong siêu thị hoặc là mua hành ở trong chợ về ấy, nếu mà nó vẫn còn cái rễ ở cái đầu củ ấy thì mọi người cũng có thể cắm vào một cái cốc nước như này, nhưng mà phải thật là ít nước thôi, nó chỉ chạm ngập cái gần ngập cái rễ thôi, thì mọi người có thể bảo quản hành được lâu hơn thay vì là mọi người kiểu để về trong tủ lạnh ấy. Hoặc là ví dụ như nếu mà mọi người mà muốn tiện những cái lúc nấu ăn ấy thì mọi người có thể làm theo cái cách để tí nữa bọn mình sẽ hướng dẫn nhé. Đó, chúng ta sẽ cắt cụt đi. Sau khi cắt cụt nó đi thì cái cốc này xinh ghê cơ, trời ơi, cái cốc của tôi. Thì cái phần hành này là phần hành lá này chúng ta sẽ chắc chắn vẫn ăn được rồi. Tiên mẹ heo sẽ bày cho các bạn cái cách mà bảo quản được lâu mà nhà mình hay làm. Như là có nói trong một vlog nào đấy rồi thì phải. Cái cốc này xinh nhỉ, nó có cái chữ good morning. Mọi người chú ý nhất là hành thì chúng ta sẽ để ở trong những chỗ nào mà nó mát nhưng mà vẫn phải có ánh sáng và ánh nắng. Đó, thì bọn mình sẽ để ở chỗ này. Nhất là nó vừa sáng, cái thứ hai chỗ này của bọn mình có cái đèn led ấy, nó gần giống như là ánh nắng, để đây nó sẽ mọc lên và mình sẽ theo dõi được. Khoảng tầm 3 ngày thì mọi người sẽ thay nước một lần. Cái chỗ hành còn lại này thì bây giờ mình sẽ cắt ra để mà bảo quản, tại vì thực ra là nếu mà dùng chỗ hành tươi này mà bây giờ dùng hết luôn thì sẽ rất là khó. Cho nên là nhà mình thì thường có một cái mẹo đấy là mình sẽ cắt ra, mình sẽ cắt sẵn một đoạn hành dài như này để mà những cái món mà mình cần xào cùng ấy thì mình sẽ có hành dài. Đã xong phần hành dài thì mọi người sẽ cho vào một cái túi zip, hoặc là mọi người nếu như mà mọi người có những cái hộp ấy thì mọi người sử dụng hộp kín là được, nói chung là kín là được. Bọn mình thì ở đây bọn mình dùng túi zip để cho nó đỡ tốn diện tích tủ lạnh, tại vì đợt này trong tủ quá là nhiều thứ rồi. Xong rồi mọi người sẽ cho vào trong ngăn đá của tủ lạnh để mà bảo quản. Lúc nào mà mọi người cần dùng ấy thì mọi người chỉ cần lấy ra mọi người cho vào luôn thì nó sẽ giã đông được. Nên nó rất là tiện, ví dụ như là lúc mà mình ăn mì hay là gì đấy mà mình cần hành cái là mình chỉ cần việc bỏ ra thôi. Mà cái này thì bảo quản được rất là lâu, mấy tháng trời, thậm chí là nửa năm cũng được, cho nên là nó sẽ rất là tiện. Tất nhiên thì cái việc mà mọi người ăn hành sống mà tươi như này thì nó sẽ ngon hơn rồi. Thế nhưng mà cái này thì ví dụ bạn nào mà ở một mình, mọi người không muốn kiểu như là lắt nhắt mỗi lần đi mua hành lắt nhắt về, hoặc là mua nhiều quá thùng không hết ý, thì sẽ rất là phí. Đó, thì mọi người để tham khảo cái cách này. Bây giờ mình sẽ cắt chỗ này làm hành nhỏ. Đó, sau đấy mọi người cho vào trong ngăn đá tủ lạnh, cứ để cấp đông trong này là ok nhá mọi người nhá. Ok, như vậy là đã xong cái việc cái công đoạn trồng hành rồi. Mình sẽ để ở ngoài kia vào khoảng tầm 3 hôm nữa, 4 hôm nữa thì mình sẽ xem là cái kết quả như thế nào. Thường thường người ta nói là sau khoảng 1 tuần đến khoảng 10 ngày thì chúng ta sẽ có thể thu hoạch hành ăn được. Đó, thì chúng ta để khoảng tầm 4 ngày nữa chúng ta sẽ quay xem cái hành của chúng ta trông nó như thế nào nhá. Hành của chúng ta sau 3 hôm này. Ui giời ơi, nó nhú lên rất là cao. Nhưng mình có 3 hôm thôi mà nó đã cao lên gấp đôi rồi. Rất là cao luôn. Ở đây thì mình có đặt một cái máy quay timelapse 2-3 ngày hôm nay. Đó, có vẻ thành công đấy mọi người ạ. Bây giờ chúng ta sẽ để khoảng tầm 4-5 ngày nữa là chúng ta có thể thu hoạch được lần 1 rồi. Các bạn có thể nhớ và chú ý là sau khoảng 3 ngày thì chúng ta sẽ bỏ ra để chúng ta thay nước một lần nhá. Và khoảng tầm 1 tuần thì chúng ta có thể thu hoạch được đợt 1. Chúng ta sẽ cắt cái phần hành lá bên trên đi để chúng ta thu hoạch. Bây giờ thì mình sẽ cứ tiếp tục để đây để khoảng 4 ngày nữa thì mình sẽ xem là cái thành phẩm cuối cùng nó trông như thế nào nhá. Hôm nay đã là ngày thứ 5 mà bọn mình trồng hành rồi. Đây, cho mọi người xem thành quả này. Đó, nó lên cao chưa? Lẽ ra ấy là mình bảo là để khoảng 1 tuần cơ, nhưng mà thôi thì mình sẽ thu hoạch luôn để mình xong sớm cái video này gửi cho mọi người xem. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem kỹ hơn nhá. Đó, so với những cái ngày đầu thì cái hành nó lên rất là cao rồi. Và đây mình sẽ lấy thử một cái ra. Như cái này thì nó vẫn còn thấp tại vì là mới được có 5 ngày ấy. Thường thường thì là khoảng tầm 1 tuần thì mọi người sẽ có thể thu hoạch được. Đấy, nhưng mà như cái cây này này, đó, mọi người thấy nó lên cao không? Cái này thì mình cắt cái phần lá ở trên là mình ăn được rồi. Wow, mọi người nhìn thấy nhiều hành chưa? Nhiều nhá, nhiều dã man luôn. À?
Tình Giang à? Đơn xấu thế. Hầu bọn mình đã mua cái loại hầu mà đã tách vỏ sẵn ấy, sau đó thì sẽ đem về cho vào những cái khuôn giấy bạc. Giỏi thế. Đây, còn đây là cái sốt để làm hầu phô mai thần thánh. Trong này sẽ có mayonnaise này, bơ, trứng và hạt tiêu. Bên này thì bọn mình có những cái lát mozzarella. Ok, đây là mâm hàu của mình. Trên này là hàu phô mai này. Còn dưới này sẽ là, còn dưới này thì sẽ là hàu nướng mỡ hành. Thì mình có đập thêm một cái trứng chim cút ở trong này. Và bây giờ mình sẽ mang đi đường chỗ này 190 độ trong vòng 5 phút mọi người nhá. Ta-da. Ôi ôi, mọi người nhìn này. Dẫn chưa? Không dẫn không? Đó, bây giờ mình sẽ cho mỡ hành vào trong phần này và lạc nữa. Ok, bây giờ thì bọn mình sẽ ăn hàu nha. Cảm ơn ông bố mẹ nha. Ăn không? Tối qua rồi. Thì Cam lên ông bà ngủ nên là chưa nên ăn cơm của ông bà rồi. Hôm nay bố mẹ sẽ ăn hàu. Đây là phần hàu phô mai trứng. Đấy, đây là hàu phô mai trứng mà mình sẽ ăn nhé. Thế em ăn hàu mỡ thôi rồi, ở ăn hàu phô mai trứng trước nha. Ngon thế. Cho mọi người thêm cùng. Nóng không chồng? Không, nguội bớt rồi. Cái hàu này các bạn mua những cái khay nhôm này về rất là tiện luôn. Đấy, ngon không? Hàu béo ghê ha. Thưởng thức thành quả sau một tuần trồng hành. Đây là hành của chúng ta. Ăn thử hành không xem nhé. Cái này cũng dễ làm ha. Vẫn rau mùi đấy. Vẫn rau mùi à? Ừ, hành này ăn thơm đấy. Cứ hành mình trồng có khác. Hành sạch luôn. Thích hết cảm giác mà. Cảm giác mà đồ mình trồng ra mọi người xong rồi mình ăn ấy nó rất là phê. Trời ơi, ngon quá. Ui. Đổ hết nước ra bàn rồi. Tổng tan. Đấy, mọi người sẽ có thể ăn bánh mì chấm với hàu phô mai như thế này. Ngon. Ngon. Giờ thì chắc là bọn mình sẽ off camera để ăn hết chợ hàu ở trên bàn này và một tuần trồng hành của bọn mình rất là thành công đúng không? Một chút nữa thì mình sẽ mang cái hành kia ra để mà trồng ở đất để cho nó có thể lớn được hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video này và nếu mọi người thích ý, thì ấn like này, subscribe, click vào cái chuông và tiếp tục ủng hộ cho gia đình Cam Cam nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tạm biệt mọi người.